Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với kênh của mình. Thì mình đang ở trên quê các bạn, nhưng mà hiện tại thì đang ở nhà của chị mình. Tại giờ ở đằng nhà ngoại mình thì đang tổ chức đám giỗ rất là ồn ào, cho nên là mình sẽ quay ở đây. Hôm nay thì mình sẽ quay một vlog ăn uống đi chơi cùng với chị mình. Các bạn hãy xem nha. Trước khi đi chơi thì mình sẽ bắt đầu make up trước nha các bạn. Do là mình về hình như có 2 ngày các bạn, cho nên là không có đem theo đồ make up của mình về. Giờ mình sẽ dùng đồ make up của chị mình nha. Một chút xíu thì mình đã make up xong rồi. Hôm nay thì mình make up nó rất là nhanh luôn các bạn. Và hôm nay thì mình sẽ đi Tân Châu chơi nha. Thực ra là Tân Châu mình đi rất là nhiều lần rồi, nhưng mà lần này muốn quay lại cho các bạn xem. Giờ để mình thay đồ ra nha. Thay đồ xong thì mình chọn thêm cái quần dài với một cái áo khoác ở ngoài nữa, tại giờ rất là nắng luôn. Nhưng mà cái váy này nghe các bạn thấy nó xinh không? Cái kiểu nó vậy nè. Thì để mình thay ra nha các bạn ơi, rất là xinh luôn á. Váy này mình rất là thích, nhưng mà có điều nó hơi ngắn nha. Mình phải mặc mặc thêm cái quần dài nữa, không nó sẽ rất là nắng. Đây các bạn ơi, bây giờ mình sẽ bắt đầu đi nha. Mà cái này thật ra là ở bên trong mình trồng lên cái đầm á. Ok, let's go. Hello, bây giờ mình đang bắt đầu đi nè. Do là về đây mình không có đi xe Honda, cho nên cái nón này là cái nón của dì mình. Đây, nhà ngoại mình còn đang chỗ tức đám nè, rất là vui. Trời, trưa hôm nay thì nó khá là nắng luôn. Quê ngoại của mình là ở Đồng Tháp, còn nhà ngoại mình thì nằm ở Tân Hồng, Hồng Ngự các bạn. Đây, tại đây mình đang ở thành phố Hồng Ngự nè. Trước khi đi chơi, tụi mình sẽ đi mua đồ xi trước nha. Nói thiệt chứ, hai chị em mình có một sở thích chung, đó chính là đi mua đồ xi. Không biết các bạn còn nhớ không, chỗ này thật ra là mình ghé được 2 lần rồi, và mình có quay một clip đợt trước luôn. Phải nói là đồ rất là nhiều luôn á. Chị mình mới vô thì chớp được cái áo đen này rồi nè. Muốn lựa được đồ đẹp thì các bạn phải kiên nhẫn để lựa. Đây, lựa trong cái đống này nè các bạn, nhìn vậy thôi chứ hồi lôi ra một hồi là đồ đẹp cái đống luôn. Hôm nay shop khá là nhiều khách đến lựa luôn á. Hai đứa mình thì đang lựa đầm á các bạn. Trời ơi, ở đây có bán mấy cái đầm rất là vintage luôn. Nói chung là thấy cái nào đẹp là bỏ vô gỗ, và sau đó thì sẽ thử lại. Đây, cây gỗ sau chiến tích của hai đứa mình nè, phải nói là đầy gỗ và tràn ra luôn á. Sau một hồi lựa thì chị của mình mua nhiều hơn mình các bạn. Tại vì dáng của chị mình mặc đồ kiểu gì cũng đẹp hết, còn mình thì rất là ốm luôn, cho nên mỗi lần lựa đồ đều rất là khó khăn. Lựa đồ xong rồi thì tụi mình sẽ mua nước uống nha. Lúc đầu định mua xong về uống, nhưng một hồi suy nghĩ lại thì tụi mình mua trà chanh. Trời ơi, rất là đã khác luôn á. Ok, tụi mình đang trên đường đến Tân Châu nè. Từ chỗ mình ở qua bên Tân Châu mất khoảng cỡ 20 hoặc là nửa tiếng á các bạn. Lúc lần đầu đi Tân Châu á, là tụi mình thấy nó khá là xa luôn, nhưng mà đi riết quen á, cho nên thấy nó cũng bình thường à. Qua phà xong thì tụi mình đã đi đến Tân Châu rồi nè. Trước tiên thì mình sẽ kiếm một cái quán nào đó có view đẹp, vừa vô uống nước và chụp ảnh luôn. Nói chung là vòng vòng Tân Châu thì cũng có khá là nhiều quán á, nhưng mà tụi mình sẽ chọn cái quán này. Quán này thì mình đi được có 2-3 lần rồi, nhưng mà chụp toàn ở view dưới thôi, cho nên là hôm nay tụi mình quyết định đi lên tầng trên chụp hình. Mỗi lần ngồi xe đội nó bảo hiểm là mình bị cái tóc bết này nè các bạn. Trời ơi, nó khó chịu lắm luôn á đó. Đó các bạn ơi, thấy là view dưới nói chung là hết ghế cho tụi mình ngồi luôn rồi, cho nên sẽ lên trên thôi. Trên đường đi cỡ trên cầu thang thì người ta có dán mấy cái báo này nè các bạn. Khi ra về thì mình sẽ chụp ở chỗ đó nha. Bây giờ để mình vô trong toilet mình dặm lại cái. Đầu tiên là mình sẽ cởi cái áo khoác với cái quần dài của mình ra. Đi rất là nóng luôn á. Đây, mình mặc cái đầm ở trong nè. Lúc đầu mình tính make up lại các bạn, nhưng mà tự nhiên cái mình làm biến quá, mình chùi đi cái lớp con mắt luôn. Nói chung là chùi cái eyeliner, mình chỉ tập trung vô đánh son thôi. Sẵn đợi cho tóc mình nó bớt bết á các bạn coi. Mình nhìn cái tóc mình nó bớt, mình chụp hình rất là xấu luôn. Đây là view ở trên nè. Ở đây là chỗ ngồi nó khá là thoáng luôn, và nó có máy lạnh nữa, rất là mát. Tôi mình sẽ ngồi ở chỗ có một cái gương gỗ nè các bạn. Bây giờ thì hai chị em mình sẽ ngồi một xíu và sau đó bắt đầu chụp hình nha. Ngồi nãy giờ rồi thì bây giờ mình sẽ bắt đầu chụp hình nha.
Nếu các bạn đi chụp hình mà không biết chụp view ở đâu á, thì cái chỗ hiện tại đang ngồi của các bạn rất là lý tưởng luôn á, giống như mình vậy nè. Sau đó thì mình sẽ đi vòng vòng mình kiếm view. Trời ơi, mình thích chụp mấy cái ghế này lắm luôn á, nhìn nó sang kiểu gì á. Chụp hình xong rồi thì tụi mình sẽ bắt đầu ngồi nghỉ một xíu, sau đó thì sẽ trở lại Hồng Ngự để ăn cơm trộn Hàn Quốc nha. Cái này là chị mình dẫn đi ăn á các bạn, nói là rất là ngon luôn. Sau một hồi thì đã tới nơi rồi nè, các bạn có thể thấy cái đầu của mình nó gối nùi luôn. Đây là menu của quán, đồ ăn rất là nhiều luôn và đối với mình cái giá này nó khá là rẻ các bạn. Đây là xung quanh của quán nè. Ở đây nếu chọn đồ ăn thì sẽ ghi vô tờ giấy riêng gì nè các bạn. Sau một hồi thì đồ ăn có rồi nè. Món của mình là mì gà trộn kim chi cay hay sao mình cũng không nhớ nữa, còn của chị mình là cơm trộn. Nói chung thì ăn cũng khá là được, rất là ổn luôn các bạn và rẻ nữa. Các bạn có thấy cái phần gà của mình người ta cho nhiều lắm luôn á. Còn đây là phần cơm trộn của chị mình kêu nè, ăn rất là ngon á các bạn, còn nóng hổi à. Còn đây là phần gà nè, thịt rất là ngon luôn các bạn, xốp cũng vừa vừa nữa. Bạn nào ở Hồng Ngự thì ăn thử nha. Ok, thế là một ngày đi chơi của hai chị em mình đến đây là hết rồi. Nếu các bạn hay hãy cho mình một like, một share, một subscribe nha. Bye bye các bạn. Và bây giờ đây là những tấm hình mà hồi nãy mình chụp ở Tân Châu nè.